Hình ảnh ở trên là hình ảnh khách hàng trước khi tới với nhà Malisa đó các chị. Nhìn thấy không ạ? Da dư rất là nhiều nha các chị yêu nha. Nó sụp xuống, đổ xuống, che hết đi tầm nhìn mí mắt của chị khách hàng này. Nhìn cái nét mí không lộ rõ nha các chị nha. Còn hình ảnh ở dưới là sau khi khách hàng đã cắt treo nâng cung lông mày tại nhà Malisa. Ngày hôm nay đến các chị đó các chị ơi. Và các chị nhìn thấy không ạ? Mắt hai mí to hơn, tròn hơn, đều hơn, đẹp hơn. Nhìn cặp mắt nó long lanh, biết cười, biết nói hơn nha các chị nha. À, nam cũng giống như nữ nha các chị, độ tuổi nào cũng được hết trơn á. Các chị lớn tuổi hay là các chị còn trẻ, nếu da dư da thừa trên đường cung lông mày đổ xuống quá nhiều, hãy đến ngay với Malisa để chúng ta sử dụng dịch vụ cắt treo nâng cung lông mày để lấy da dư da thừa trên đường cung lông mày bỏ đi, trả về cho mình một cặp mắt của tuổi đôi mươi nha. Thời xưa kia mình còn trẻ, hai mấy đẹp lắm. Nhưng thời gian tăng lên, tuổi tác tăng lên nè, da nó sụp xuống, nó đổ xuống này các chị. Ngay chỗ này là cái phần da dư da thừa rất là nhiều luôn nha các chị yêu nha. Da dư da thừa rất là nhiều. Và sau khi mà chúng ta đã loại bỏ đi hết rồi, trả về một cặp mắt này, hai mí to, tròn, đều và đẹp mắt. Đen hơn, đẹp hơn, tròn hơn. Nhìn cặp mắt nó có hồn hơn, biết cười, biết nói hơn nha các chị nha. Và các chị ơi, hãy đến nhanh chân đến với tất cả các cơ sở của thẩm mỹ viện Malisa để mình làm nha. 14 chi nhánh trải dài trên toàn quốc luôn.